Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và hôm nay thì mua bán xe cũ lại cập nhật cho anh chị và các bạn một chiếc xe gầm cao cực kỳ đẹp Trước mặt anh chị và các bạn đây thì đó là chiếc Ford Explorer phiên bản 2.3 EcoBoost Xe thì là sản xuất là 2016 nhập khẩu Mỹ Có ngoại thất màu đen, nội thất kế da màu kem cực đẹp Mọi chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản Cam kết với anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước Bao trách test toàn quốc anh chị nhé với phiên bản này thì nó có trang bị mâm đa chấu hộp kim cũng như là các chi tiết như bậc lên xuống là bậc cứng thôi. Và dưới chiếc xe này thì chủ xe đã lắp thêm cái vè che mưa. Đấy, các chi tiết anh chị cùng em tham quan về chiếc xe này nhé. Để trải nghiệm và lái thử chiếc xe thì anh chị bạn có thể qua địa chỉ là 139 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để xem xe. Là xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và mời anh chị và các bạn cùng tham quan về không gian về khoang chứa đô đây là không gian về khoang chứa đồ anh chị nhé Khi gặp hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ tạo ra một mặt phẳng để chứa rất là nhiều đồ Đấy. Các chi tiết hợp phẳng thì nó đều là bằng chỉnh điện cả Đây em quay kỹ cái từng con ốc đến cái phần keo chỉ để anh chị bạn cùng tham quan Để xem nó có bị đâm va về phần đuôi hay không Đấy. Mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ Đấy. Từ cái phần này chứa đồ này chủ xe gần như là không có trở lặng gì nên nó không hề có hiện tượng sức xác ở phần dưới đây là cách phần chỉnh ghế anh chị nhé, Đấy. để gập ghế rất nhiều các tính năng tiện ích của chiếc xe này để rõ thông tin về mua xe trả góp thì anh chị bạn có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn để tham khảo đầy đủ và được nhận được cái thông tin đầy đủ nhất em gửi qua zalo để các bác cùng nghiên cứu có những phần nào mà anh chị và các bạn cần em quay kỹ hơn thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ có thể là quay chi tiết kỹ hơn để gửi đến anh chị và các bạn một cái thông tin nó đầy đủ hơn cũng như là nội dung mà anh chị và các bạn đang cần. Cốp thì trang bị cốp điện có đá cốp anh chị nhé. Đá cốp thì mình phải cầm chìa khóa bên trong tay. Đấy. Các à, à, nút bấm còn hoạt động rất là trơn tru. Đấy, lốp thì trang bị một dàn lốp Michelin rồi tay nắm cửa mạ trôm, các liệt à, viền mạ chân kính cũng mạ trôm. đây là phần à, cánh à, bên cánh à, hàng ghế thứ hai anh chị bạn hãy quan sát với những cái chi tiết tap ly cửa rồi là phần à, bọc da rồi ốp gỗ Đấy, anh chị bạn thấy có hai trang bị hai cửa sổ trời cũng như hai màn hình gối đầu đây không gian hàng ghế thứ hai cho ba người ngồi rất là thoải mái và rộng rãi các chi tiết anh chị bạn thấy mọi chi tiết còn rất là căng mọng và rộng rãi đây là phần cánh cửa cánh cửa thì nó có mở cửa thông minh cũng như là mở cửa bằng à, mật khẩu đây, đấy gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ phây vần gương thì nó có cái cảnh báo vượt trên gương anh chị nhé với dòng xe Ford thì nó có rất nhiều các công nghệ an toàn được tích hợp trên chiếc xe này vì nó cái mang tiêu chuẩn của dòng xe Mỹ Đấy, chị bạn cùng em quan phần ghế thì trang bị ghế chỉnh điện rất là ôm lưng Đấy, mọi chi tiết ghế ra chưa có hề có hiện tượng bong chóc em quay kỹ để chị bạn cùng thấy màn hình thì trang bị màn hình giải trí 8 inch kết hợp với 12 loa Sony Đấy, các chi tiết chị thấy rồi là sấy ghế sợi ghế rồi là các chế độ lái đầy đủ vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng rất là thuận tiện cho người sử dụng và rất nhiều các công nghệ an toàn được tích hợp trên chiếc xe này. Để rõ thông tin hơn thì hãy liên em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ để anh chị bạn có thể là sở hữu một cách nhanh nhất. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về bộ máy tăng áp 2.3 EcoBoost để xem cái khoang động cơ của nó còn đẹp không, cũng như các chi tiết nó còn nguyên bản hay không. À anh chị và các bạn khi xem xe thì mình tốt nhất mình nhờ người hiểu biết về xe để mình có thể là nhờ người ta kiểm tra giúp cho mình để tránh mất thời gian đi lại cũng như là mình có thể nhanh chóng chọn lựa được một cái chiếc xe ưng ý Đấy, em sẽ quay qua kỹ chi tiết để anh chị bạn cùng tham quan về cái phần máy của chiếc xe mọi chi tiết còn trong tình trạng hoàn hảo ốc a còn nguyên di nguyên bản anh chị và các bạn khi đến showroom xem xe mà quyết chiếc xe này thì cũng có thể mang ra hãng kiểm tra hoặc gara chỉ định Vâng vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn chiếc Ford Explorer phiên bản 2.3 EcoBoost sản xuất là 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe là hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 450 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá cho các bác khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như góp ý chia sẻ cho em để em hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.